Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cái file tính Hoga cũng như trình bày qua về cái mô hình tính toán của cái Hoga công hộp này. Đây chúng ta thấy, đây là hình dạng của cái Hoga công hộp này. Một cắt A thì nó hình dạng là trên cổ nắp, và đây là dưới này là phần Hoga với dưới đất, và có thêm đây là công hộp kích. Công hộp bình thường chúng ta thường có công tròn, đây có hôm nay có công hộp. Ok, đây là mặt cắt BB hình dạng này. Ồ, đây công hộp, đây là hai công hộp. Đây là mặt cắt mặt bằng, đây là loại 2 x 2 x 2, hai công hộp 2 x 2. Đây là mặt bằng, mặt cắt CC. Đây thì ok, chúng ta sẽ đi vào phần Excel. Sau khi Excel xong thì mình sẽ nói qua về cách mô hình. Thì đối với cái loại này thì đơn giản hơn các loại trước mà mình đã mô hình, cho nên là cái vấn đề mô hình ở đây nó cũng không quá phức tạp. Ok, chúng ta đi vào phần đầu tiên là phần kích thước. Ở đây chúng ta sẽ nhập các kích thước như sau. Ở đây hình kép bên này chúng ta sẽ thấy. Ok, đây là chiều cao thành từ mặt đáy Hoga. Và chúng ta thấy mặt đáy Hoga chiều cao này, từ mặt đáy mặt trên đáy này cho đến đỉnh Hoga. Mình vào đây. 4,34. Rồi. Tiếp theo là chiều rộng Hoga theo hướng góc xe chạy là cái B này. Đây, hướng xe chạy của chúng ta là hướng. Mà đây là B. Đây này, từ mép này, từ mép ngoài thành Hoga đến mép ngoài này là mình đo 5,1. Này, bề rộng đây. Ok, tiếp theo là chiều rộng Hoga dưới nắp là cái phần mượn bên này. À, từ mép ngoài này cho đến cái phần này, mép ngoài của thành của nắp này, này là 3,5. Ok, tiếp theo là chiều rộng trên đỉnh nắp này, ở đây phần mép ngoài này đến mép ngoài này là 1,2. Tiếp theo là chiều dài phần trên cổ, à, chiều dài trên cổ ở đây là cái chiều dài ở phần trên này, đây, đây là cổ này. Đây là 0,2, mình là 0,2. Theo là chiều dài ở phần dưới Hoga, phần dưới là chiều dài đây này, thành ở dưới. À đây, đây là 2,50, bên này cũng là 2,50 đó. Tiếp theo là chiều dài mặt nắp, đây 2,50 nắp. Tiếp theo là chiều dài bàn đáy chúng ta thấy, đây 2,50. Tiếp theo là chiều dài kết cấu đường. Đấy, tức là kết cấu đường ở trên này chúng ta sẽ nhập chiều dài kết cấu đường tầm mặt và tầm bóng là bao nhiêu, chúng ta nhập vào rồi ở đây đất đắp nó tính, chúng ta nhờ vào cái lớp phủ, chúng ta sẽ tính đo cái lớp phủ này là từ cái đỉnh này đến mặt trên của đỉnh nắp này, từ đây đến mặt đỉnh này là 1,19. Mình nhập 1,19 vào đây thì tính chúng ta đất đắp trừ bằng cái này trừ hai cái này, chiều sâu móng thì nhung ra. Tiếp theo là B1 là chiều dài nắp theo hướng trong khi chạy là 0,5 này, ở đây tổng số này mà các BB là tổng số này từ đây đến đây 1,2. Bên ngoài là bên ngoài. Tiếp theo là chiều rộng bề rộng là theo cái B là B2 này là đây, từ cái mép ngoài thành này khổ nắp này cho đến cái mép ngoài của thành này, đây là 0,65. Tiếp theo là
chiều dài theo hướng đằng sau là cái chiều dài này, từ mép ngoài này đến mép ngoài này, đây này. Đấy, thì đây là 1,9, 1 cộng 0,45 nhân 2. Ok, xong số về bê tông và vật liệu. Mặt ở được, vật liệu móng ở được, đất đắp. Và cái xong số này, đây là đất đắp, mặt sắt đất đắp và đắp mặt sắt thành vị 0 độ, 80 độ. Đây là chúng ta sẽ chọn là hoạt tải là 1L93 hay là 0,5L93. Tùy vào cái đường chúng ta và tùy vào tải trọng xe, lưu lượng xe và tải trọng xe thì chúng ta sẽ xét xem là nó tôi cấp đường nào nữa. Đường cấp cấp thấp thì chúng ta sẽ chọn 0,5, đường cấp trung bình thì chọn 0,65 và đường cấp cao hơn cấp 1,2,3 chúng ta chọn là 1L3. Đấy, chúng ta chọn vào. Sau vào kích thước chúng ta sẽ bên này là thông số về bê tông, ta chọn đây bê tông mát hay có bên này có để mát bao nhiêu thì tương ứng bê bao nhiêu, và 250 thì tương ứng bê 20. Thông số này chúng ta ra cái này chúng ta bảng này còn thông số module hàng hồi chúng ta ra giữa cái bảng này bê 20 nó có bê 20 27 nào nhân 13. Rồi chúng ta chọn là lớp bảo vệ rồi thép, chúng ta dùng loại thép này. Ok, cái này nó là lý thuyết lên trang bên kia thôi, lý thuyết để tính toán thôi. Tiếp theo là tải trọng. Rồi rồi tải trọng đây là phần tải trọng bản thân này, phần mềm tính thôi, là mô hình mà mình đáp phần mềm tính toán thôi. Và chúng ta tính toán là EV này. Rồi, điều kép này. Các phần này thỉnh thoảng rồi gặp nước này. Và tải 1L3 này. Rồi, các trường hợp không áp dụng trường hợp này, không áp dụng trường hợp này. Áp dụng trường hợp này. Và tính chúng ta. Tính chúng ta là toàn bằng bộ tự động thì toàn chúng ta tải trọng của xe thiết kế mà thằng nào thiết kế. Rồi đây là tiếp theo nó sẽ trường hợp có sự phân bố chạy song song vuông góc và nhịp. Rồi nó tính toán chúng ta rồi các thông số hai thông số này quan trọng giá trị là lớn nhất trong hai thông số này và lớn hai thông số này vào cái thông số này nữa là lớn nhất trong ba thông số này. Đây chúng ta tính toán mô hình tính toán đây là 3,1 kN mét vuông và áp lực trực tiếp lên nắp và nắp. Chúng ta thấy đây có phần dưới và phần trên này, dưới này thì nó phân bố qua lớp đất đắp và cái cầu đường, còn trên này thì nó phân bố trực tiếp lên cái nắp này luôn. Thì đây là không xét đến xung kích, hợp này không xét đến xung kích thì ta sẽ có tải trọng nửa của bánh xe và chia cho vệt bánh xe là 0,25 nhân 0,51. Theo là áp lực của đất. Rồi nó tính ở phần này nó tính áp lực đất chúng ta. Đây là áp lực cho hoạt tải chất thêm. Hoạt tải gây ra thì nó sẽ gây ra áp lực phần bên này, phần bên hướng có hướng xe chạy nó ta sẽ mô hình hoạt tải là tác dụng phần phía bên này, tường thành phía bên này và bên này. Còn phần bên này thì chúng ta không có xe chạy thì nó chỉ chịu áp lực của đất thôi. Phần bên này thì áp lực của đất. Tương tự với cái này thì hai bên này đều chịu áp lực của hoạt tải hết. Đấy, bên này cũng chịu và bên này cũng chịu. Bởi vì nó đây có xe chạy và đây cũng có xe chạy. Mỗi bên này mặt này là không có xe chạy. Áp lực hoạt tải tại vị trí đây là chúng ta xem đây là thành hố ga. Đối với thành hố ga song song với chiều xe chạy, thành hố ga song song với chiều xe chạy là cái thành là hai cái thành này, thành này và thành này. Còn thành này, hai cái thành này là hai thành vuông góc với chiều xe chạy, là vì xe chạy của chúng ta là nó vụt qua cái này, nó đi vuông góc với cái mặt này, cho nên là hai cái này là song song này.
còn hai cái này sẽ là vuông góc. Xong chúng ta có này, đây là áp lực đất. Áp đất chúng ta sẽ có áp lực đất tác dụng đến đây này, rồi từ đây nó tác dụng đây này. Đấy, chúng ta sẽ có, vì nó ngăn cách bởi cái này nên có hai phần. Phần thứ nhất này, thành này, phần thứ hai thành này. Còn cái này tác dụng từ đây xuống đây luôn. Đấy, đối với thành, từ thành phía vỉa hè thì nó đây là chữ cái không, cái điểm không, và thì từ đây đến đây luôn. Đây là 1,49 này, đây là 1,49 này, từ đây xuống đây là 1,49 này. Cái tiếp theo là tường thành trong góc của ga là hai cái tường thành đây, hai thành phía bên này. Đấy, nó sẽ có là hoạt tải ở đây. Sao vậy? Đây này, là hoạt tải, áp lực ngang hoạt tải. Và đây là áp lực của đất thì nó cũng từ đây hụt xuống đây, và từ đây hụt xuống đây, và từ đây hụt xuống đây. Và cuối cùng nó tổng hợp chúng ta là các giá trị tải trọng ở đây. Áp lực nước, áp lực nước thì nó sẽ tác dụng lên cái toàn bộ phần đáy của chúng ta. Đấy, phần đáy của chúng ta sẽ chịu áp lực nước. EV là tác động đất, tác dụng lên đây phần này, tác dụng cái phần này, tác dụng cái phần này. Và tiếp theo là tác động của kết cấu đường cũng tác dụng đến cái phần này, và cái phần này. Đơn vị đây là kêu tơn trên các bình, phân bố trên diện tích. Chúng ta xem mô hình 3D, phần tử là phần tử plate. Như kiểu như các mình đã hướng dẫn mô hình lát nữa mình sẽ nói qua. Đây là hoạt tải xe, và hoạt tải xe thì nó có là phân bố trên qua lớp vận tốc, thì là cái đoạn này, còn lại sẽ hoạt tải xe qua lớp vận tốc của đoạn này, và cái đoạn này, phần này, hai phần này phân bố qua lớp vận tốc, thì có hoạt tải xe và tải trọng làn, và cái phân bố trực tiếp là cái phần bằng nóc này. Đây, phần bằng nắp này sẽ phân bố trực tiếp. Và chúng ta mô hình chính xác thì chúng ta sẽ mô hình là nó phân bố tải trọng này phân bố trên cái một cái diện tích là nó sẽ phân bố trên cái diện tích của chúng ta là 0,25 nhân 0,51, bề rộng là 0,51 và chiều dài của nó là 0,25. Tuy nhiên là nếu mà thiên về an toàn thì các bạn nếu mà không muốn chia ra cái bản lắp này thì các bạn có thể mô hình toàn bộ cái bản lắp của chúng ta là tải trọng này, hoặc xét đến phần rào an toàn thì các bạn có mô hình giá trị này luôn, toàn bộ giá trị này luôn, hoặc các bạn chia ra là bề rộng của nó là 0,51 này, và chiều dài là của nó là 0,25 ở đặt ở giữa cái bản lắp thì chúng ta mô hình. Đó, mô hình tải trọng làn này, tải trọng làn nó phân bố toàn bộ nắp này, và phân bố toàn bộ luôn. Tiếp theo là áp lực ngang của đất này, thì bạn mô hình từ đây đến đây, và mô hình từ đây đến đây, mô từ đây đến đây, bên này cũng thế. Đây, áp lực ngang do tác dụng ở tường trong phòng, tường trong phòng là hai cái tường này như mình đã nói, cái hoạt tải áp lực ngang như hoạt tải thì nó giá trị không đổi. Còn áp lực ngang của đất thì là một giá trị là từ trên này là không, chỗ này là tăng dần, chỗ này là không tăng dần. Ok, đấy là phần tải trọng. Tiếp theo là khi mà có tải trọng thì chúng ta sẽ mô hình và chúng ta sẽ có kết quả là nhập vào đây. Ở đây thì phần sử dụng này các bạn có thể chỉ nhập là moment cho mình thôi, không cần nhập lực cắt và phần dọc. Đây thì ở bàn lắp, thì các bạn sẽ chọn giá trị nội lực lớn nhất trong bàn lắp này, đây của bàn lắp này. Để chúng ta nhập vào đây. Rồi, bàn đáy thì đây có bàn đáy, chúng ta sẽ có giữa bàn đáy và gỗ bàn đáy, giữa bàn đáy và gỗ bàn đáy. Còn thành thì nó gồm các thành, thành bên này, thành bên này và hai cái thành này nữa. Thì chúng ta sẽ có lấy nội lực lớn nhất của các thành. Tại moment lớn nhất thì chúng ta kiểm tra và lực cắt lớn nhất là kiểm tra. Thì chúng ta có thể chọn
thôi, nhưng mà nó lấy giá trị lớn nhất là moment lớn nhất và lực cắt lớn nhất. Thì chúng ta nhập vào đây. Ok, chúng ta nhập nội lực xong thì kiểm toán chúng ta. Đấy, chúng ta sẽ nhập số lượng con thép, bộ thi con thép, chịu lực của chúng ta và được cái số lượng hay chiều cao thì chúng ta có thể kiểm soát lại. Đây mình đã nhân sang đây rồi, kiểm soát lại cái này ok chưa. Đấy, để bạn nhập vào đây. Cái này thì trường hợp này thì mình chưa nhập nữa. Cái này là thông số, thông số này là mình chưa nhập moment này, và là cái cốt thép này thì mình cũng chưa nhập vào. Xem chiều rộng tính toán của ta. Đấy, chiều rộng trong này chúng ta là 1 mét, vì chúng ta lúc chúng ta mà xuất kết quả thì để đơn vị ở đây là tính từ tính mét, nó tính cho 1 mét rộng. Đấy, nó tính cho 1 mét rộng nên là bề rộng chúng ta bên này là sẽ là bên 1 mét, kết quả xuất ra là nó trên 1 mét rộng. Ok, các bạn sẽ kiểm tra các điều kiện này. Đây là hàm lượng của tiếng cốt thép bố thí tối đa, tối thiểu. Đấy, điều kiện này các bạn có thể, nó về cái tiêu chuẩn thì nó phải bé hơn, mà không có cây này bé hơn 0.42 này. Thì hàm lượng cốt thép của chúng ta là không nhiều quá. Như này là, đấy, trường hợp này là hàm lượng cốt thép không phải nhiều quá, nhưng mà nó thành hàm lượng cốt thép nhiều nhưng mà không vẫn chưa đạt đấy. Vì đây là ví dụ, một cái trường hợp ví dụ thì chúng ta chứng tỏ là kích thước của chúng ta là khá như cái này nhỏ, nỗ lực nó chúng ta là lớn. Đây là đây mình chưa nhập con số này nữa nhé, con số này là giả dụ từ một cái kết quả khác mình giả dụ vào đây. Rồi kiểm tra lực cắt, chúng ta sẽ kiểm tra lực cắt nữa. Chúng ta nhập cái thông số góc phi ban đầu này, nó bằng góc này, góc tính lại này. Rồi, xem bên này có kiểm tra lực cắt theo một điều kiện là mặt tiếp xúc nữa, mặt tiếp xúc. Đây ta nhập các đường kính cột đai này và số lượng cột đai vào đây, số lượng cột đai này thêm 1 mét rộng chúng ta, 1 mét tính toán. 1 mét trong 1 mét rộng thì nó bố trí bao nhiêu cột đai, đường kính, số lượng, là cự ly của cột đai, kiểm tra cột đai min, rồi vùng đòi hỏi cột đai, chúng ta bố trí thôi. Ok, bảo nên chỗ nào nên bố trí với chỗ nào không nên bố trí. Rồi đấy, kiểm tra về nứt chúng ta. Đấy, chúng ta về thì khoảng S này, S khoảng cách cốt thép này chúng ta phải bé hơn bằng khoảng cách tính toán này, S max này thì nó đảm bảo phải nứt. Rồi, tiếp theo chúng ta đất nền. Đất nền thì ở đây chúng ta xem mô hình là chúng ta sẽ cho một cái ngàm ở giữa, tại vì giữa móng này, tại vị trí giữa dưới đáy móng. Vì thế nào thì chúng ta sẽ xác định được cái moment M và V, lực thẳng đứng và M và V. M thì cái này mình cũng, cái này về cái này thì mình đã nói nhiều về cái trong các video về tường chắn hay là video về gì đấy rồi. Nhưng mà trên kênh mình nói cái này là chúng ta sẽ thay, là cái này là bình thường chúng ta sẽ mô hình dưới này là gối đàn hồi cái số zone spring, nhưng mà khi mà chúng ta mà tính tường chắn nền chúng ta sẽ bỏ xóa hết cái zone spring đấy, chúng ta sẽ thay vào một cái ngàm ở tại vị trí giữa của đáy móng để chúng ta tính F5 chạy thì nó sẽ có moment tại vị trí điểm ở dưới này thì chúng ta sẽ xác định M và B lực đứng, toàn bộ lực đứng theo trạng thái giới hạn từng độ. Ok rồi, thì có thông số gì nó tính toán chúng ta đã áp lực truyền xuống đáy
cái móng là bao nhiêu. Thì chúng ta sẽ tính toán các thông số ở đây, chúng ta nhập phương về đất dưới đáy móng, thông số về đất thực chính, góc nội ma sát và trọng lượng riêng. Đây chúng ta nhập H và V. H và V từ mô hình bình áp này thì chúng ta sẽ có là H là lực ngang, V là lực hướng. Mà hai cái này là tương ứng với trạng thái giới hạn cường sử dụng. Đấy, bởi vì không nhân hệ số thì nó là trạng thái giới hạn sử dụng. Thì cũng trong cái lúc mà chúng ta mô hình đây là gối của nó là ngàm ở vị trí đáy móng, thì chúng ta sẽ xác định được H và V ở trạng thái giới hạn sử dụng là bao nhiêu. Chúng ta nhập vào đây đơn vị của nó là Newton, thì nó sẽ tính toán chúng ta là khả năng chịu tải vào móng, và nó kiểm toán khả năng chịu tải vào móng. Ok, đây là cái phần để mà xác định mà gối đàn hồi ở dưới ở đáy móng. Thì các bạn sẽ chia phần tử ở dưới này và có điểm 1, 2, 3. Điểm 1 này thì chúng ta sẽ để xác định hệ số room physics của nó sẽ bằng là k, cái k thông số mà chúng ta tính ra ở đây này, k r này. Chúng ta tính ra k r này, rồi k r là kêu tơ trên mét khối, và chúng ta sẽ tính diện tích trung bình tại cái điểm 1 này là một nửa đấy, diện tích cái phần tác dụng ở cái điểm 1 này. Thì mình sẽ vào bên mình vẽ đây. Đây chúng ta ví dụ có thể có cái móng của chúng ta này, chúng ta chia này, này, này ha. Rồi chúng ta có điểm 1 này, thì diện tích tác dụng của nó là cái diện tích này, phần diện tích này. Đấy, diện tích phần điểm với những điểm này. Điểm này thì diện tích có tác dụng của nó là này. Đấy, lấy diện tích nhân với số KR của chúng ta tính toán lấy ra. Tương tự điểm này cũng thế, điểm này thì chúng ta có diện tích của nó này. Đây. Thì chúng ta nhân KR này, chúng ta nhân với diện tích đấy thì chúng ta ra K. Và từ K thì chúng ta sẽ mô hình bằng mới đạt để số các điểm, số dung vừa dinh các điểm này. Đấy, chúng ta sẽ có điều kiện biên là đất nền tác dụng lên đáy móng ta, phản lực của đất nền lên đáy móng. Rồi thì mình hướng dẫn qua cái mô hình. Thì để mà các bạn mô hình thì các bạn có thể vào kênh của mình. Ở các video trước thì mình đã hướng dẫn chi tiết rồi, ở đây thì mình sẽ nói qua về cách mô hình chút thôi, hướng đi một chút thôi. Ở đây thì các bạn có thể vào kênh của mình, các bạn vào danh sách phát, và các bạn có thể vào là phần đây có, mình đã gom vào các tài liệu một liên quan. Thì đây có Excel và mô hình của gà đây. Đây có Excel và mô hình của gà đây. Bạn có thể vào đây. Bạn có thể vào đây và các bạn có thể xem là đây, đây là các mô hình. Đấy, mà trong dòng này có mô hình 3D của gà. Mới đắt phần 1, phần 2, phần 3, phần 4. Đây. Ở đây rất nhiều video về mô hình. Đây, các bạn theo dõi. Rồi. Để mô hình cái này thì các bạn có thể là tạo các nút để các bạn tạo phần tử plate. Đấy, các nút. Đấy, một nút tim lại một nút, hai nút, ba nút, bốn nút, đây một nút, đây một nút. Cái này có thể các bạn bỏ qua cái này đi, các bạn mô hình cái này, bởi vì chúng ta sẽ áp lực đất tác dụng trực tiếp vào cái này có thể không xét, bởi vì cái phương tính phức tạp của cái này thì chúng ta không cần mô hình cái này vào nữa, là mô hình tạc ở đây luôn. Đấy. Thì hai cái trước của hai cái này khác nhau thì các bạn sẽ tạo nút đây và nút đây và nút đây và nút đây, để đây là chiều dài thấm lên này là khác nhau, cái này khác đây không phải hai, đây không phải hai và đây không phải 25. Mà thì các bạn sẽ tạo phần từ plate từ 4 điểm
để tạo thành một khuôn mặt. Một cái mặt ở đây, một điểm, hai điểm, ba điểm, bốn điểm. Và để tạo cái lỗ rỗng này, các bạn có thể là như các hướng dẫn trước thì các bạn có thể tạo như các hướng dẫn video trước của mình, hoặc là các bạn có thể là tạo 4 điểm này, 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm. Có thể ở đây các bạn muốn chi tiết thì các bạn chọn nhiều điểm hơn, 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm, 6 điểm, 7 điểm, 8 điểm. Để các bạn nối lại và các bạn sẽ xóa delete cái phần này đi. Đấy, có lẽ phần từ tấm delete phần trong vùng này đi thì nó sẽ rỗng, tạo thành một cái lỗ rỗng. Đấy, và các bạn là chia theo hình vuông luôn. Hình vuông luôn thì không cần phải là cái phần này. Đấy, thì các bạn có thể tạo là theo hướng dẫn của mình ở video trước. Và các bạn tạo thành các phần từ điểm và các bạn nối lại sẽ thành phần từ clip. Đấy, còn các tải trọng thì các bạn như mình đã nói hồi nãy giờ thì các bạn có thể mô hình tải trọng như mình đã nói hồi nãy giờ. Thì các bạn có thể thêm cái phần tải trọng như ở các video trước thì mô hình nó chi tiết rồi. Ok, thì mình sẽ nói qua vậy thôi. Video này mình kết thúc ở đây. Ok, chào, hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Chào các bạn.